già lắm. Cây này chứ mùa Nam Hồng Đông Anh mà. Cây này nó già, đánh là cây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan vườn cây của anh Hợp và một số anh em ở Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là một cây xanh, chất xanh e Nam Điền, được tạo dáng lại từ cây long. Cây long phá thế làm lại, mà cách phá thế của chủ nhân cũng rất là hợp lý. Và lên cây mới này theo góc độ cá nhân tôi cũng nghĩ là rất là đẹp và rất là hợp lý. Bệ cái này còn rất đẹp này. Cái này cũng già cây rồi này. Bông tán cũng được làm mịn này. Chiều trái của cây này cũng đẹp. Quay cây cổ này chưa? Cây này thì đẹp nhất vườn anh ạ. Cây này đẹp nhỉ? Cây này đẹp, cây này cây già lắm. Cây này cây cổ đấy. Trần bệ cái này quá đẹp luôn này. Cây này nói về ngược dòng lịch sử cây này anh ạ. Năm triển lãm Bắc Giang 2011 ấy. Cây này là trên Văn Giang nhé. Cây này mới về là triển lãm, sau khi triển lãm Văn Bắc Giang xong là về Văn Giang Hưng Yên là anh em giao dịch với giá tận 700 triệu đấy anh ạ. À. Thế học quá trình và là một số chủ nọ chủ kia nơi cây nó mất giá là xuống đến lúc bây giờ về vườn này là trị giá ông ấy mua có 80 triệu. Mà đấy sợ. năm 2016 đấy về tay 80 triệu. Tức là cũng đẹp. Qua một số chủ cây. Vâng. Mỗi chủ cây lại xuống giá một tí. Cuối cùng giờ về tay cuối cùng ông cụ là ông cụ mua có 80 triệu. À. Đấy. Đẹp, cái này nó già, cái này nó đặc biệt bên cổ. Đây cũng là chất xanh Nam Điền này. Nam Điền xịn. Nam Điền xịn này, da đồng này. Bệ thì quá mê luôn này. Nhìn cái bệ cái này thì chắc là ai cũng mê thôi. Nhìn cái bệ cái này này. Nhìn từ xa cái này này. Cây này mà bác quay xa thì bóng tán thiên nhiên lắm. Cây này dáng cực kỳ tự nhiên. Bóng cái này đẹp này. Bóng tự nhiên. Bóng cũng đẹp. Bác đứng từ xa bác ngắm tưởng tượng như một cây đa đào nàng bác ạ. Nhìn rất tự nhiên. Bóng cây cũng đẹp. Dạ. Có một cái cành phóng này. Nhìn tổng thể cái này từ xa này. Có lẽ phải đứng xem này. Nhìn tổng thể cái này cũng rất đẹp. Bộ tán đẹp này. Bệ, thân này, tay cành cũng rất đẹp.
cây này được cái ngọn nó nặng đẹp quá anh, ngọn dẻo. Ngọn. Ngọn. Nhất ngọn, ngọn làm rất dẻo mà côn. Ngọn làm rất côn nhỉ. Yeah. Côn, dẻo, côn. Nặng rất đẹp. Mà đây là chiều trái của nó nhỉ, chiều trái cũng rất đẹp. Cây này thì cái phần bệ là chiều trái của nó đẹp hơn phần phải. À. Bộ bệ nó chảy trông như là dòng suối chảy từ trên xuống các bạn. Nhìn bộ bệ nó chảy đẹp. Dạ, từ cái rễ cũng dạ, để bác nhìn soi kỹ ở rễ vàng ươm mốc rễ, rễ mốc. Bệ bên này rất là khỏe này. Cái này là mùa 700 thời điểm nó còn đang cao nhỉ? Thời điểm lúc bấy là thời điểm đỉnh 2011. Em nghe nói là giao dịch 700 ở về Văn Giang ấy. Sau về Văn Giang lại bán lại là 250. 250 đến lúc giờ lại thành 800. Thế mọi người. Cái rồi. Để quay chiều chính cái này đã. Cái này rất là đẹp, quay kỹ cái này một tí. Cây rất là đẹp. Cây này mà đứng từ xa quay tổng thể bóng được nhìn. Nè, địa y của nó mọc gần như kín thân rồi nhỉ? Địa y tận ngọn luôn rồi anh. Kín thân rồi này. Da thì nhăn nheo này. Cây này được bộ bệ nó chảy, nó bệ ôm đẹp, đá. Nhỉ. Bệ quá khỏe. Dạ, anh nhìn nó sâu, quẹt. Sâu rồi ra, dạ. Mà cái này khẳng định là ký đá cũng lâu rồi. Đá giả, đây là đá mối đấy anh. Ký cũng lâu rồi. Đây là đá, đá này đá mối. Dạ. Cây này vào đá phải hàng chục năm rồi. Hơn. Mang qua những cây si cổ. Cây si bà. Đây. Bẻ đá cổ đấy. Dạ, cái xì giả lắm. Cái này cũng giả cây. Một cái bể đá hình chữ nhật này. Cái bể đá cái này tay quân mà nó vào nó bảo bảo giả cây mua độc bể đá nó giả 40 triệu đấy. Thế em không hiểu là sao giờ bể đá này có giá thế. Đá nguyên khối. Và nguyên khối các cụ ngày xưa đục đấy. Mà cái này dài là có 1m4, 2 phân gì đâu ạ. Rộng 70. Dày 6 phân, cao 50. Kiểu này, dáng này đúng là kiểu dáng ngày xưa làm nhỉ. Xì cổ đây anh. Xì của các cụ ngày xưa cứ để. Xì lò này. Ngày xưa làm gì có đá xịn như bây giờ đúng không? Vâng. Chỉ có xì lò gài vào đây thôi. Xì lò mới là đó. Đá vẫn là đá tay mèo, vài hòn đá tay mèo này. Cả xỉ, cả đá tay mèo này. Kiểu như các cụ nhặt được cục đá ra về là ký cục đấy. Bây giờ còn được ký đá sa voi hoặc là đá trơn của Ninh Bình ấy.
đồng hành vui chơi giải trí tham quan một sắc vào đó xem chương trình của giáp kích trung ương và giáp kích trung ương lần đầu tiên biểu diễn tại sân khấu chợ. Đặc biệt miễn phí và miễn phí vào cửa tất cả trẻ dưới 6 tuổi và giá vé dành cho toàn thể quý vị và các bạn chỉ 30.000 đồng. 30.000 đồng để xem giáp kích trung ương trong buổi tối ngày hôm nay với rất nhiều các tiết mục ly kỳ mạo hiểm táo bạo và đây là một sản phẩm quốc tế do các nghệ sĩ trẻ đẹp tài năng. Cái này là sông thụ đấy anh ạ. Sông thụ. Vâng, cái này ông cụ có bàn tay làm khéo quá. Cây này trước kia là một cây rông mà phải có mấy năm trời rồi. Ông cụ gọi là làm được thành cây đẹp thế này. Cái này bệ cũng được nhỉ? Bệ được. Cái này cũng rất xanh Nam Điền này. Xanh Nam Điền xịn luôn. Cái vườn này không có xanh ta ít. Ít nhỉ, chủ yếu là xanh Nam Điền hả? À. Kỳ xanh, kỳ đá. Đá là đá thấm thủy này. Đá chống thủy. Cái này là chỉ là gốc thôi. Cái này cái phôi nhỉ, yeah, cái phôi. Cái phôi thôi. Phôi. Nam Điền xịn. Như đến lúc mà cây này thành cây thì là cây nghệ thuật đấy anh ạ. Đẹp lắm, em tưởng tượng cây này đẹp. Đây đặt nằm xuống được không? Nằm xuống... Cái này là cây chiết cành. Không, ví dụ đặt nó nằm như đây được không? Đặt nằm ấy. Đặt nằm như đây này. Thành cây hoành hoặc là cho trúc xuống hẳn thành cây huyền. Yeah. Đêm cụ khí của nam người ấy. Kiểu này cụ chắc là ý tưởng kiểu mang tính sau cũng sẽ làm một tay vẽ như cây tay rơi ở cái tùng đấy. Anh hỏi. Kiểu như bác bảo nằm ngả xuống nằm, thì đẹp hơn. Hoặc là cho trúc hẳn xuống thành cây huyền. Vì thực chất là cái này mình bó hòn đá là mình làm được theo ý của mình rồi. Cái này cũng được nhỉ. Con này nó đúng là nong, nó nong hóa quá rồi. Nong hóa. Nó không còn là nong nữa, nó hóa ra. Dạ, tinh thì dạ. Cái này hôm nào dọn bỏ những cái rễ li ti này đi nhỉ. Cái này là chủ cây là hiện tại chán cây rồi. Chán trăm gì cả. Ý sợ. Không, chỉ mất một buổi dọn hết những cái rễ li ti này. Phải bọn bỏ hết rễ đấy, những cái xe lon bỏ hết. Mà cây này thế nào cả năm nữa cũng bật nó thay anh. Em tính cái này công nhận. Khả năng cái này đất nó lún nó cũng ít chất ăn nhỉ. Ít chất ăn này. Hàng năm rồi đấy, nó bật rồi. Vì nó là đất trồng lâu mà lún xuống này, rất là ít đất. Nói chung cây này. Cái này nhìn được, cái này được. Chỉnh lại bông tán một tí, làm sạch cái bệ thì nhìn nó đẹp ngay nhỉ. Cái này chỉ cần thợ khéo tay sửa lửa ngày là xong rồi. Đấy. Cây long hóa này. Còn đây cái gốc này thì đúng là cây mỗi cây mỗi dáng. Cái này là mới lấy về à? Nào, em mua cái này từ 2011 rồi. 2011 nó là một cái nong tán. Thế trong quá trình cứ làm ngang làm ngửa chán đầu năm vừa rồi cùng em cắt nốt cả tay, cắt cả đời làm lại tớt. À. Nó là cái hoàn thiện rồi chứ hoàn này. Hoàn thiện rồi. Nhưng không ưng ý lại tiếp tục phá. Bây giờ cắt hết về mô. Giữ đập cái tay hai lại. Bây giờ đang mẹ phải làm chắc phải đến 5 6 năm nữa mới thành được cây. Đúng là nhiều khi cái chơi cây nó không tính đến giá trị kinh tế được nhỉ. Thỏa mãn cái sở thích đam mê của mình. Thời gian nó dài. Đấy nó không bằng ý là mình. Đây là em vừa mới cắt này gì? Vết cắt mới đây này. Mới giật nhỉ, còn mới cắt này. Còn nữa này. Cắt bỏ cái này hả? Cắt bỏ cả tay một này đi, mới cắt này.
giữ độc với tay hai, mà cái khẩu này là nên tay theo làm nên đời vòng hết về. Thôi dự tính nào hai tay một ngọn nào anh. Lên bỏ tay một thì nhìn nó bay cây hơn nhỉ. Cái tay một nó đơ đấy. Tay một nó đơ. Mà nhất cái lúc anh chưa xem lúc bấy giờ cái tay một này nó to lắm. À. Nó to ngang cái thân mình nhìn nó mất điểm. Cần mới thân. Vâng, nó mất điểm. Già núi người ta thích chơi kiểu như là nó cây nó phải dù gì nó côn cây. Ừ. Chứ mình chơi bằng dưới bằng trên thì nó không được anh Huật. Cái này được cốt cây được. Cốt cây này được. Đến bây giờ 7 năm rồi đấy anh ạ, cuối cùng lại về mò đấy. Nhiều lúc cây không thể nói trước được cái thời gian đâu. Chơi cây là cả một vấn đề đấy. Có những lúc mình cũng phải chấp nhận gọi là 7 năm rồi cuối cùng lại phải về mò đấy anh. Mất thời gian nhỉ. Yeah. Cuối cùng 7 năm rồi không thể nhịn được, không nghĩ nhìn nó tức mắt. Vẫn phải ra đi, làm nặng hết. Không bảo để tạm được đâu anh ạ. Nói chung xu hướng cây bây giờ người chơi cây cũng rất là kỹ nhỉ, kỹ, làm kỹ cây lắm. Cây của các cụ